Tử vi tuổi Đinh Mùi 1967 tháng 8 âm lịch năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, xem tử vi cho tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 tháng 8 âm lịch sẽ giúp mọi người nắm được những diễn biến quan trọng trong sự nghiệp cũng như tình duyên, gia đạo. Xem tử vi vận mệnh cho tuổi Đinh Mùi tháng 8 âm lịch còn giúp mọi người biết được vận hạn về tất cả các phương diện trong cuộc sống. Qua đó có thể có những phương án đón lành, tránh dữ, giúp cuộc sống được may mắn, tài lộc. Quý vị thân mến, tháng 8 âm lịch là những thời điểm cực kỳ nhiều tài lộc, may mắn đối với người tuổi Đinh Mùi. Quý gia chủ sẽ là thời điểm có ổn định nhất về tài chính. Mặc dù trong những tháng trước, đôi khi mọi người gặp phải những vận hạn khó khăn, nhưng đến thời điểm này thì khác, họ có thể bứt phá nhất định trong cuộc sống, có được những thành công may mắn đến bất ngờ, khiến mọi người đều phải ngỡ ngàng. Sự thành công của họ đã khiến không biết bao nhiêu con giáp khác phải ganh ghét, đố kỵ. Vậy tại sao người tuổi Đinh Mùi lại có được những may mắn, thành công như vậy? Chúng ta hãy cùng đến với phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong tháng 8 âm lịch. Mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ Đinh Mùi sinh năm 1967 tháng 8 âm lịch năm 2021. Người tuổi Đinh Mùi 1967 mệnh thiên hà thủy, tính cách của họ cũng giống như dòng nước, êm đềm, hiền hòa, khéo léo, dịu dàng, hiếm khi gây chuyện với người khác nên được mọi người vô cùng quý mến. Họ thích sạch sẽ, gọn gàng, sòng phẳng nhưng lại ưa hoàn mỹ nên nhiều khi bản mệnh phải suy nghĩ cả những chuyện nhỏ nhặt. Có thể nói, người tuổi Đinh Mùi là người rất trọng nghĩa khí, coi trọng bạn bè, họ có thể vì bạn bè mà hy sinh bản thân, không tính toán được mất ra sao. Chỉ là tính cách có phần bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cảm xúc, ý kiến đưa ra mang tính chủ quan nên cẩn trọng trước khi tính chuyện hợp tác, làm ăn. Vận mệnh của người tuổi Đinh Mùi khá vất vả vào tiền vận, phải chờ tới trung vận thì mới có được cuộc sống ổn định, an nhàn. Ngoài ra, mệnh chủ không thích hợp kết hôn sớm nên kết hôn muộn thì cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc, bền lâu hơn. Tử vi tháng 8 năm 2021 thấy rằng tuổi Đinh Mùi có nhiều xui xẻo ở mọi khía cạnh. Những sao xấu trong tháng sẽ gây ra tổn thất tài chính nhất định và sức khỏe. Trong sự nghiệp, với những người tự làm chủ, bản mệnh sẽ chịu những áp lực rất lớn, có thể gặp phải cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Tháng này là chuỗi ngày dài đằng đặc với những thăng trầm trong chuyện tình cảm. Tinh thần sa sút, bản mệnh khó lòng có được những điều mình mong muốn. Tình hình sức khỏe của bản mệnh không được như ý muốn bởi công việc bận rộn, nhiều áp lực nên con giáp này thường bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Nếu không chú ý có thể dễ mắc các bệnh như đau lưng, đau vai gáy do ngồi quá nhiều, ít vận động. Vì thế người tuổi Đinh Mùi cần có thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, không nên lao động quá sức, ăn uống khoa học, có kế hoạch rèn luyện sức khỏe. Bản mệnh cũng không nên đi đâu xa một mình, cần chú ý an toàn giao thông. Đinh âm hỏa, gặp đinh âm hỏa nên được gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, người tuổi Đinh Mùi cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Cũng cần cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng không nhỏ công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ. Hoạt động thể dục, thể thao, tranh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt, dẫn tới bạo bệnh. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình gia chủ tuổi Đinh Mùi tháng 8 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tháng này người tuổi Đinh Mùi rất bận rộn đến mức bản mệnh hầu như không có cơ hội suy nghĩ về tương lai hay những chuyện ngoài lề. Các dự án lớn phức tạp sẽ lần lượt chờ bản mệnh giải quyết. Quý gia chủ là người cuồng công việc nên thời điểm này là cơ hội để bản mệnh chứng minh thực lực. Nhưng tốt hơn hết vẫn nên có một kế hoạch cụ thể, nếu không sẽ gặp những bối rối và bất lực. Với những người làm công ăn lương sẽ rất mệt mỏi vì khối lượng công việc vào dịp cuối năm rất nhiều, phải tăng ca làm liên tục, nhưng cũng sẽ nhận được mức lương thưởng xứng đáng. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân,
quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến âm âm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Đinh Mùi sinh năm 1967 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Người tuổi Đinh Mùi tháng 8 âm lịch nên chi tiêu tiết kiệm vì tài lộc vẫn chưa thực sự như ý. Có nhiều chuyện xảy ra, công việc kém suôn sẻ, bản mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập của mình. Quý gia chủ biết lượng sức mình, biết bản thân đang ở đâu, có ưu thế gì, cần phải làm sao để đạt được mục tiêu mà mình mong muốn. Tuy nhiên, đôi khi những gia chủ tuổi Đinh Mùi lại chưa biết linh hoạt để giải tỏa bớt áp lực cho mình. Bản mệnh chỉ chăm chăm làm việc mà không giải trí, thư giãn tinh thần nên có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nên biết nghỉ ngơi cùng với làm việc để tái tạo sức lao động, chớ nên tham công tiếc việc quá mức. Tháng này, tài lộc chưa thực sự như ý, bản mệnh phải chi tiêu một số tiền lớn, chi nhiều hơn thu dẫn đến tình trạng hao tài, cần có nhật ký lên kế hoạch chi tiêu cụ thể. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng 8 âm lịch, sức khỏe của những người tuổi Đinh Mùi khá ổn định. Người tuổi Đinh Mùi có chút phiền muộn do công việc quá bận rộn và những mâu thuẫn trong gia đình. Gia chủ tuổi Đinh Mùi không nên quá cật lực kiếm tiền, quên mất chăm sóc sức khỏe của bản thân. Bản mệnh nên sống khoa học hơn, quy củ hơn, cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng vất vả lao động. Gia chủ tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ Đinh Mùi sinh năm 1967. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Tháng này, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình không được tốt, bị ảnh hưởng bởi công việc nên bản mệnh trở nên vô cùng nóng nảy, mất bình tĩnh, chuyển áp lực công việc của mình cho người thân, vì thế các mâu thuẫn xảy ra liên tục, hòa khí trong gia đình bất ổn. Quý gia chủ tốt nhất nên đặt vị trí của mình vào vị trí của người khác để hiểu nhau hơn. Các mối quan hệ xã hội ngày càng tốt hơn, bản mệnh giỏi giao tiếp, việc mở rộng mối quan hệ là cơ hội tốt để phát triển công việc. Sẽ gặp những quý nhân giúp đỡ rất nhiều, hay ghi nhớ để đền đáp họ xứng đáng. Quý vị thân mến, trong chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về tử vi của tuổi Đinh Mùi tháng 8 âm lịch. Quý vị hãy áp dụng những lời khuyên của thầy Gia Cát, ứng dụng vào cuộc sống để gặp được nhiều điều may mắn và thuận lợi hơn. Trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 8 âm lịch để gia chủ Đinh Mùi có thể nắm rõ, tránh những trường hợp không may xảy ra. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2021, tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 8, kết thúc vào ngày 29 tháng 8, từ ngày mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 10 dương lịch. Tháng 8 Đinh Dậu nạp âm sơn hạ hỏa, ngày Dậu lục hợp thìn tam hợp sửu, tị thành kim cục, xung mão, hình Dậu, hại tuất và tí tuệ dần. Đối với những người tuổi Đinh Mùi trong tháng 8 âm lịch cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch mùng 8 tháng 8, tức ngày 14 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Ất Sửu, nạp âm Hải Trung Kim. Ngày âm lịch 20 tháng 8, tức ngày 26 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Đinh Sửu, nạp âm Giản Hạ Thủy. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Đinh Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Đinh Mùi tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Các ngày tốt đối với người tuổi Đinh Mùi tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Ngày âm lịch mùng 1 tháng 8 tức ngày mùng 7 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Mậu Ngọ, nạp âm Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch 13 tháng 8 tức ngày 19 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Canh Ngọ, nạp âm Lộ Bằng Thổ. Ngày âm lịch 25 tháng 8 tức ngày mùng 1 tháng 10 dương lịch, nạp giáp Nhâm Ngọ, nạp âm Dương Liễu Mộc. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi.
Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm 2021, tuổi Đinh Mùi nằm trong bộ tứ hành xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hữu họa, ý chỉ thái tuế đáo đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không được may mắn trong năm. Khuyên gia chủ Đinh Mùi sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Đinh Mùi. Để vật phẩm mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ với mọi người về tử vi chi tiết của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, tháng 8 âm lịch. Hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay sẽ giúp mọi người có thêm những kiến thức hữu ích, tránh hung hóa cát để gặp được nhiều may mắn hơn trong tháng 8 âm lịch. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức mọi người trưởng thành hơn. Vậy nên đừng quá bi quan, hãy vững bước tiến lên phía trước, vượt qua thử thách, hoàn thành sứ mệnh của mình. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.